Nhật báo Izvestia của Nga trích dẫn nguồn tin cho biết trùm Wagner đã sa thải tất cả nhân viên của The Patriot, tập đoàn truyền thông của ông tại Nga. Báo Moscow Times cho biết The Patriot quản lý hàng chục tờ báo và ấn phẩm riêng biệt tại Nga. Cơ quan chức năng Nga đã đình chỉ các hoạt động của The Patriot sau khi cuộc nổi loạn của Wagner kết thúc. Tất cả tờ báo thuộc The Patriot, bao gồm People's News và Economics Today, sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn. Tập đoàn truyền thông này cũng sở hữu một cơ quan nghiên cứu Internet mà phía Mỹ cho rằng ông Prigozhin dùng để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, năm mà ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Prigozhin đã không công khai xác nhận việc đóng cửa The Patriot. Trước đó, ông Prigozhin cùng 25.000 lính đánh thuê của Wagner hành quân tới Moscow, yêu cầu thay đổi lãnh đạo quân đội Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin không xóa sổ ông Prigozhin. Ông Lukashenko sau đó đã làm trung gian hòa giải, dẫn đến thỏa thuận ông Prigozhin sẽ chuyển đến Belarus và các chiến binh của tập đoàn Wagner sẽ không bị truy tố. Ngày 27 tháng 6, ông Lukashenko cho biết ông Prigozhin đã đến Belarus và các chiến binh Wagner sẽ được chào đón ở lại đất nước này một thời gian. Ông Lukashenko cũng khoe rằng việc các chiến binh của Wagner cư trú tại Belarus sẽ có lợi cho quân đội nước này.